Alo anh em. Ôi trời mệt quá. Đây là phòng làm việc của mình nhé. Đây là hai anh em trợ lý. Ai năm nay Tết thì tôi ưu tiên cho tất cả anh em đều mỗi người một cái thôi. Thì hai anh em mỗi người hai cái. Đây. Mỗi người ba cái. Thôi. Còn anh em khác nữa. Anh em để em còn đi Tết chút Tết này. Ô vãi kìa. Ô. Cắt gọn đi. Tất cả với sếp nhé. Rồi ok, chúc anh em ăn Tết vui vẻ nhé. Sếp gì thử gấp thì leo cầu thang. Em rất sẵn sàng rồi, em bỏ cái của em ra rồi. Đây anh. Chúc mày 10 năm nữa là kết chồng. À sao? Năm nay em lấy chồng rồi, bây giờ anh cho em 10 cả đủ 10 con nhá. Nếu năm nay lấy chồng cho 10 cái. Thì năm nay kiểu gì em cũng lấy được chồng cho nên nếu không được bây giờ cho 10 cái, nếu không lấy chồng thì trả lại 20 cái. Là sao? Thì năm nay nếu không lấy chồng trả 20 cái. Chứ thì thế bây giờ nếu mà sẽ cho bao nhiêu? 10 cái. Ừ. Nhưng nếu với điều kiện là trong em phải lấy chồng. Còn không lấy chồng thì em phải trả lại anh 20 cái. Nào chơi không? Chơi. Anh em đừng ai lấy nó nhé. Để mình còn có gì mình sẽ chia cho anh em 50%. Hứa 5 cái nha. Mày hôm trước báo còn chưa thèm nói đâu. Nhiều cái nó còn chưa thèm nói đâu. Ok em. Rồi ok nhá. Ok em. Rồi ăn Tết vui vẻ nhá anh. Anh chúc em lấy chồng nữa chứ anh chúc em đi. Ừ rồi chúc em không lấy được chồng năm nay. Anh còn chế. Ôi anh ơi. Còn em nữa, anh quên em à? Đây, của em. Ui nhiều nay, thế bốc bừa. Ba chỉ luôn. Lấy cả ba, đi không. Trời, một con này là nhá là nhà. Rồi chúc em ăn Tết vui vẻ nhá. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Vâng. Đã đồng hành cùng với anh. Vâng. Ở chỗ này thì cho công ty phút với cả nội thất.